cùng trải nghiệm quy trình bảo dưỡng xe tại showroom Volkswagen Sài Gòn. Tại Volkswagen Sài Gòn, các biện pháp an toàn phòng chống dịch luôn được đảm bảo. Cố vấn dịch vụ với chuyên môn cao sẽ tiếp nhận thông tin khách hàng và kiểm tra sơ bộ xe của quý khách. Sau đó, quý khách sẽ được tư vấn chi tiết các hạng mục cần bảo dưỡng, thay thế, tư vấn về chi phí cũng như thời gian hoàn thành. Xe sẽ được đưa đến các khu vực bảo dưỡng chuyên dụng, tiến hành các công đoạn sửa chữa, bảo dưỡng với đội ngũ chuyên viên kỹ thuật có tay nghề cao và trang thiết bị hiện đại. Sau khi hoàn tất, xe sẽ được vệ sinh sạch sẽ trước khi đến tay khách hàng. Đến với chúng tôi, khách hàng sẽ luôn đạt được sự hài lòng tuyệt đối với chất lượng dịch vụ chuẩn 5 sao. Showroom Volkswagen Sài Gòn luôn sẵn sàng phục vụ quý khách.